Ok, giờ mình tới chỗ trạm đi vệ sinh và chỗ này chỗ quay phim mà coi phim mà mình nói đó. Ở đây mình sẽ thấy những cái này này là cái mô hình của cái đảo đảo Hawaii. Cái núi này mình nói là cái núi này cao nhất thế giới nè. Núi này núi bên kia là cao nhất. Đó, chút nữa mình sẽ tới đây sẽ coi. Mang jacket đi. Wow, hôm nay mưa quá. Đi, đi vô. Đó, mình vô đây. Chạy qua luôn nè. Đây là Banana Peri. Yeah. Thank you very much. That's great. Đây là chỗ mà để mình cứ vô coi phim. Từ 9 giờ đến 4 giờ. 9 giờ đến 4 giờ. Nhưng mà giờ này mới có chiếu phim không? Vô coi phim đó. Này coi quá rồi không coi. Chút nữa mình ra mình mua hình của bà đó, có bán. Này là Maya Perry. Đó. Con tôm này chỉ có Hawaii mới có nha. Con này hay lắm, nó mình bỏ ở trong cái hồ không cần không khí nó cũng sống được. Nhưng mà này người ta có không khí ở đây nhưng mà thiệt sự không cần không khí. Nó chỉ ăn mấy cái rong rêu gì thôi đó. Vô đây mình sẽ coi những cái hình như vậy. Wow.
Mình muốn nghe tiếng chim nào mình bấm tiếng chim đó thôi đó. Muốn chim nào bấm con chim đó thôi. Đó, chim nó kêu ha. Muốn bấm chim vàng kêu rồi chim vàng kêu. Mới bấm. Đi. Thôi à. Ở đây có gì không? Heo rừng. Ở đây con heo này nhiều lắm. Con heo rừng này nhiều lắm. Thì con thiệt á mà nó stalk mình vô. Nó làm. Ngồi bung gòn cái gì cũng động. Con này nhiều lắm, con nhỏ đó. Có khi mình thấy con bự hơn nhiều, gấp 2-3 lần con này. Ai thích ăn heo rừng thì qua đây cũng nhiều lắm. Chú mới con, chú mới coi nữa. Ở đây cứ vậy thôi, con nghe gì. Con này ở đây hiếm lắm, không được bắt con này, bắt là nó phạt đó. Cái gì? Cái này bản đồ Hawaii nè, chỗ mình ở là đây, mình đang đứng đây. Big Island. Còn cái đảo chính là Oahu. Đảo chính là Oahu, là chính của Hawaii, còn mấy cái đảo phụ. Đây tổng cộng có mấy đảo? 8 đảo. Có 8 đảo. Chút nữa mình sẽ nói về Mama Perry là ai nhé. Now I warn you, you can rent the bike.